Chào các bạn, hôm nay mình nhận được cái iPhone 7 Plus nó bị cái lỗi là mất sóng, không có dịch vụ. Thì mình sẽ làm cái clip này để hướng dẫn các bạn cái cách test cái iPhone 7 Plus hoặc là iPhone 7. Nó sẽ giống nhau thôi. Thì ở cái máy mà mất sóng á, đầu tiên các bạn sẽ phải vào cái phần cài đặt để các bạn xem những cái thông tin của máy nó còn hay không. Sau đó vào cài đặt chung và vào giới thiệu. Rồi kéo xuống hết luôn. Các bạn xem những cái dòng như là vi trình modem nè, rồi email nè, hoặc là ICC ID xem nó còn hay không. Nếu mà nó còn thì khả năng sửa sẽ rất là cao. Còn ở 7 với 7 lớn mà nó mất thì thường khả năng sửa rất là thấp. Và các bạn, nếu mà các bạn những cái dòng đó nó mất rồi, các bạn restore là nó sẽ lên treo cáp luôn á. Thường nó sẽ báo lỗi -1 hoặc 4013. Rồi ở trường hợp này thì nó vẫn còn đầy đủ thông tin các bạn ha. Như vậy thì mình sẽ làm mình phần sóng thôi. Trước khi mà thay thế cho cái con IC trung tầng á, thì các bạn thử đo rà xung quanh con trung tầng này xem nó có chạm hay không. Đo ra con nguồn máy bay này xem nó có chạm hay không. Thì các bạn thử đo trên cái đường này nè, xem trở kháng. Nếu mà các bạn có qua mẫu thì càng tốt, xem trở kháng nó có khác biệt hay không. Nếu mà khác biệt thì là do nó đi qua cái con điện trở này, nó cấp lên cho con trung tầng các bạn ha. Thì lúc này chúng ta sẽ thay thế con trung tầng lớn là nó sẽ ok thôi. Thì thường ở một cái máy zin, nếu mà 7 với 7 LED mà phiên bản chip Qualcomm á, nếu mà các bạn đo mà không chạm gì hết, khi mà các bạn bỏ sim vào nó không có hao pin gì hết mà nó mất sóng, thì thường các bạn thay con trung tầng này là ok à. Rồi thì sau khi mình tiến hành đo thì không thấy nó không có chạm, tương đối là nó không có chạm gì hết. Bỏ sim vào nó cũng không có nóng máy luôn, nó bình thường nhưng mà nó không có dịch vụ. Thì mình sẽ quyết định ở một cái máy zin như vậy, mình quyết định sẽ mình thay thử cái con trung tầng của nó. Biết đâu được nó cũng giống như cái thời iPhone 6s và 6s Plus, nó bị lỗi trung tầng đúng không các bạn. Rồi thì về cái việc mà khỏi sẽ trung tầng để gấp ra và làm chân dọn keo và đóng lại thì lên đến 7 lớp rồi mình cũng không nói nhiều nữa các bạn ha. Cái đó là thuộc về căn bản rồi. Các bạn có thể xem lại những cái video clip như là trong cái mục Basic Skill hoặc là Hard Skill trong cái web easyfix.solution đó. Các bạn thấy không? Cái skill nó thật sự rất là quan trọng. Nó không có một cái kiến thức, nó cũng không có còn quan trọng nữa. Các bạn chỉ cần tìm kiếm được những cái nguồn thông tin và các bạn sử dụng cái skill để các bạn làm những cái nguồn thông tin các bạn nhận được là ok, làm chuẩn là ok thôi. Chỉ việc đóng và nhổ IC hoặc là đứt đường thì câu dây lại, hoặc là to xem con nào chạm thì tháo bỏ, như vậy thôi các bạn ha. Rồi nếu mà sau khi đóng con trung tầng này lại mà vẫn không có sóng nữa thì mình mới tiếp tục mình sẽ đo đạt bên những cái phần cấp áp cho bên công suất á. Thì một lát ở cuối clip mình cũng sẽ trình bày sơ sơ với các bạn về cái phần đó. Rồi còn trường hợp nếu mà thay con trung tầng này mà không ok thì chúng ta tiếp tục, nhưng mà tiến đến bên những cái con công suất cho nó. Thì cái con này là theo mình nghĩ là nó là con IC cấp áp các bạn. Nó nhận áp VBUS nè, sau đó nó sẽ nắn ra những cái áp nhỏ, nó cấp ngược lại cho cái con, những cái con công suất này các bạn thấy không. Thì ở những máy vào nước các bạn xem cái cuộn dây FL nè, nó có bị cháy hay không, hoặc đo trên những cái đầu tụ xung quanh công suất á, nó có bị chạm hay không các bạn thấy không. Đó, nó cấp áp cho rất là nhiều. Thì nếu mà một cái máy mà mất sóng 2G thì con này có công suất 2G nè, con này con sẽ cấp áp tổng cho phần công suất nè, con này cũng là 2G nè ha. Còn những cái con còn lại như con trung tầng nhỏ này thì nó sẽ là của 3G 4G, con này là của 3G 4G. Rồi thì do mình cái số lượng mà cái máy iPhone 7 với cộng mất sóng á, chưa có được nhiều lắm nên mình chưa có kinh nghiệm về nhiều về cái này. Thì mình hy vọng là các bạn làm nhiều và các bạn có kinh nghiệm á, các bạn có thể chia sẻ, ví dụ như con này bị mất sóng 3G, mất sóng 4G, mình thay con trung tầng này là ok, hoặc là mình thay con công suất này là ok ha. Thì để mình có thể mình sẽ add thêm vào cái solution cho các bạn, mới đỡ tốn cái thời gian mà phải đi tìm tòi, với lại đỡ phải làm lầy ban hơn.